Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ năm rồi. Buổi sáng, hiện tại giờ thì em đang ở một cái công viên cũng khá bự mà hình như cũng không nổi tiếng ở cái khu này, cho nên ít có người biết cái khu này. Thì sẵn tới đây lụm ve chai, rồi em giới thiệu cho các bạn biết cái công viên này luôn. Công viên này em cũng có hay đến đây vài lần, có quay mấy vài lần rồi. Thì để tí nữa em sẽ, ai chưa xem để tí nữa em sẽ giới thiệu cái cảnh này luôn nha. Và cũng như lần đầu tiên em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Đây em xin mời. Đã quá trời luôn. Trời ơi, uống 3 hớp. Muốn uống thêm một hớp nữa đó các bạn. Đó, đã quá trời đã luôn. Thì hôm nay là ngày mấy đây? Ngày thứ năm là hôm nay thứ năm rồi, ngày 14 tây. Trời ơi, ngày mai là 15 tây, là giữa tháng rồi đó các bạn. Coi như còn khoảng 2 tuần nữa là phải trả tiền nhà nữa rồi, nhanh quá. Khi mà mình gặp khó khăn á thì những cái chuyện xui nó hay đến lắm. Hôm nay thì em có vài cái em muốn chia sẻ vài đôi lời. Thì trước tiên mình đi đi lượm ve chai đó, thì em muốn chia sẻ về cái bên các bạn biết á, trước hết á là em giới thiệu các bạn biết cái nghề ve chai này đó. Thì em thấy có một số bình luận hình như là họ nói nhục quá gì đó. Nói chung là đi lượm ve chai cũng là một cái thu nhập, cũng nếu như mình chịu khó lượm thì nó cũng là một cái thu nhập rất cao. Chẳng hạn như tệ nhất mình chịu đi cũng tệ nhất là 800, nếu như mà tùy theo mình đi nhiều hay đi ít thôi, mà 800 đó có thể mình trả được cái tiền nhà hay này nọ, hay tiền xăng hay này nọ, các bạn hiểu không? Thì nói chung cũng là một cái nghề, và mình có thể đi exercise nữa các bạn. Nhưng hôm qua có thấy cái bình luận có người nói đi lượm ve chai vậy rồi cái tướng công tử gì mà đi lượm ve chai đó các bạn. Ok, cho trước tiên hết thì em có một số một cái vấn đề em muốn chia sẻ cho các bạn về cái sự việc của bên cái vụ án của tỉnh thất bồng lai thì ngay mình về vũ trụ trước nha. Thì bên phía luật sư đang yêu cầu bên tòa án điều tra cái tài khoản giả của Nhất Nguyên và Hoàng Nguyên. Thì em thấy cái thông tin này cũng rất là quan trọng, cho nên em muốn chia sẻ cho khán giả bên kênh của em biết về cái sự việc này đó. Cái thời điểm tạo ra cái này đó là vào sau khi cái ngày mà xảy ra cái vụ án mà bà Cao Thị Cúc và cũng như Diễm My đã lên đồn công an từ mức tích từ rồi đó đó các bạn. Tạo ra ngày tháng 12, ngày 19 tây là cái tài khoản giả của Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên official, cái đó là tài khoản giả. Còn cái tài khoản thật đó lúc đó cũng là dùng Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, nhưng sau đó đã đổi thành Đạo Phật Ngày Nay gì đó các bạn. Thì bây giờ có một cái đoạn video, một cái thông tin rất là hay từ bên phía luật sư yêu cầu để mà những người này ra làm chứng để mà giúp ích cho cái sự việc điều tra trong cái ngày, sau khi sự việc ra tòa trong cái ngày sắp tới đây, tức là ngày 20 tháng 7, là còn khoảng đâu, bây giờ bên Việt Nam là 15 tây, là còn khoảng 5 ngày nữa thôi là sẽ ra tòa cho cái vụ án của Thiền An Minh và Vũ Trụ. Thì sau đây thì có một cái đoạn video em muốn cho các bạn nghe. Bên phía luật sư nói về cái vấn đề đó. Thì có mấy phút thôi, bây giờ em mời các bạn nghe nha. Quảng cáo này, bạn nghe nha. Văn bản yêu cầu khẩn cấp về việc yêu cầu truy tìm chủ tài khoản Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên official tạo lập trên mạng xã hội YouTube ngày 13 tháng 12 năm 2019 có đường dẫn nhận dạng kênh. Kính gửi Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là cơ quan trực tiếp xét xử vụ án theo thủ tục sơ thẩm.
Đồng kính gửi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An là cơ quan điều tra và kiểm sát điều tra vụ án, tham gia giám định kỹ thuật hình sự và giám định tư pháp về tư tưởng văn hóa, Ban Nội chính tỉnh ủy Long An. Chúng tôi gồm các luật sư Ngô Thị Hoàng Anh, Trịnh Thị Phúc, vị luật sư Nguyễn Văn Miếu, đại diện cho Thiền An Đào nha các Kim bạn. Lân và Đặng Đình Mạnh, thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh và là người tham gia tố tụng bào chữa cho các bị can, bị cáo Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, Lê Thanh Hoàn Nguyên, sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương, sinh năm 1995 và Lê Thanh Nhị Nguyên, sinh năm 1998. Trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015-2017 xảy ra tại Thiền Am bên bờ vũ trụ, tọa lạc tại địa chỉ số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa thụ lý, đưa vụ án ra xét xử vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Cái này được hoãn lại. Sau đó, ra quyết định hoãn phiên tòa đến ngày 20 tháng 7 năm 2022. Chúng tôi kính gửi đến quý cơ quan văn bản yêu cầu khẩn cấp liên quan đến vụ án như sau đây. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án cùng các chứng cứ thu thập được và tiếp cận các dữ liệu điện tử được sử dụng làm chứng cứ kết tội các bị cáo, vì cho rằng tài khoản do bị cáo sở hữu, vận hành và đăng tải một số video clip có hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi phát hiện tài khoản có tên như trên và được cơ quan công an cũng như Viện Kiểm sát huyện Đức Hòa và tỉnh Long An dùng làm chứng cứ có dấu hiệu giả mạo. Chủ sở hữu của tài khoản nói trên không phải là các bị cáo trong vụ án, mà là một cá nhân hoặc tổ chức khác. Đúng rồi. Nội dung này cũng được các cơ quan tố tụng trong quá trình xác minh, khởi tố, điều tra và truy tố xác nhận thông qua nhận định. Ngoài ra, bị can khai nhận có tạo lập, đăng ký và sử dụng tài khoản YouTube Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official. Khoảng một thời gian sau, thì bị can đổi tên tài khoản thành Đạo Pháp Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, trích kết luận điều tra và cáo trạng. Tuy nhiên, trên thực tế, tài khoản YouTube có tên Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official theo địa chỉ nhận dạng đính kèm vẫn còn tồn tại trên mạng YouTube cho đến ngày hôm nay, và đây là nguồn chứng cứ mà các cơ quan tố tụng cùng các cơ quan chức năng đã thu thập, giám định và sử dụng làm chứng cứ kết tội các bị can và quy trách nhiệm các bị can là chủ sở hữu tài khoản nói trên, trong khi tài khoản đó không phải do các bị can tạo lập, đăng ký, sử dụng và đăng tải tài liệu, clip được quy kết là có hành vi phạm tội. Nhận thấy chủ tài khoản như vậy là cái trong nguồn họ, chứng cứ họ bắt của các cơ quan dựa vào cái tài khoản giả, trong đó bao gồm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh và những cơ quan liên quan khác đã có vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong công tác xác minh, thu thập và giám định nguồn chứng cứ có dấu hiệu bị giả mạo. Nên chúng tôi đề nghị Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa. Ok. Và các tổ chức, cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra
xác minh và có ý kiến chính thức về việc ngụy tạo chứng cứ trong điều tra hình sự để có cơ sở xem xét xử lý sự việc nói trên trước ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm vào ngày 20 tháng 7 năm 2022 tới đây. Mấy luật sư này giỏi quá. Liên quan đến tài khoản giả mạo được sử dụng làm chứng cứ như sau. Tài khoản YouTube có tên Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official theo địa chỉ nhận dạng đính kèm là một tài khoản đang hoạt động trên mạng xã hội YouTube, đăng ký ngày 13 tháng 12 năm 2019. Song song với một tài khoản cũng có cùng tên nhưng khác địa chỉ nhận dạng và đăng ký ngày 26 tháng 12 năm 2019. Cả hai tài khoản giả mạo nói trên liên kết với tài khoản Facebook có tên Năm Chú Tiểu Bồng Lai, cũng có dấu hiệu giả mạo là họ và giả có địa chỉ email là Huỳnh Tấn Tài 2521993@gmail.com. Tài khoản này còn là chủ sở hữu của một tài khoản Facebook Vlog Tài TV và tài khoản Twitter.com Tài Huynh 1993 cùng một số tài khoản trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Theo thông tin ban đầu, chủ tài khoản có thể tên là Huỳnh Tấn Tài, sinh năm 1993 và từng theo học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và tham gia các hội nhóm có sở thích về xe. Tuy nhiên, các thông tin này chưa kiểm chứng và cần các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ về nhân thân cũng như động cơ, mục đích của việc tạo tài liệu giả để cơ quan chức năng bị nhầm lẫn trong việc thu thập chứng cứ trong vụ án hình sự làm phức tạp thêm bản chất vấn đề. Với tất cả sự trình bày trên, chúng tôi đề nghị quý tòa cùng quý cơ quan xem xét, chấp thuận để giúp làm sáng tỏ sự thật khách quan, toàn diện của vụ án, xác định nguyên nhân, nguồn gốc sự việc, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xét xử đúng người, đúng tội. Tránh. Đó, thì bên phía luật sư đã đưa ra một cái thông báo yêu cầu bên tòa thì điều tra về Huỳnh Tấn Tài này. Thì những cái thông tin là chưa có xác thật nha các bạn. Thì cho nên chắc có lẽ là lúc mà những bên công an đi bắt đó là dựa theo những cái tài khoản này, mà những cái tài khoản này đó là tài khoản giả, không có phải là chính chủ tạo ra. Như vậy thì chắc có lẽ là có một cái âm mưu nào đó trước hay không thì cái đó mình không biết. Nhưng mà trước khi mà cái ngày những cái tài khoản này tạo ra đó, để coi, họ có một cái nhóm, hình như là sau khi những cái này đó, họ có một cái nhóm, họ tạo ra rất là nhiều nhóm. Và lúc đó họ lập ra là Năm Chú Tiểu Giả Mạo. Thì cái thời điểm đó họ lập ra những cái đó là để mục đích của họ đó. Thì em suy đoán thôi nha, chứ chưa có xác thật nha. Mục đích của họ đó có thể là họ muốn câu một cái view để mà họ lấy số lượng người đăng ký và số lượng người follow trong Facebook cũng như bên YouTube. Thì không biết cái đó là họ làm, mục đích của họ là để mà câu view, để mà câu những người đó đi vào đăng ký, hay là để mà để đó để mà hãm hại cho bên Thiền Am. Thì bây giờ các bạn cũng thấy rồi đó, những cái chứng cứ mà luật sư đã nói đó là những cái chứng cứ mà bên công an bắt là dựa theo cái vụ mà chắc bà Cao Thị Cúc hay gì đó, là dựa theo cái clip mà có tài khoản mà không phải là bên chính chủ tạo ra. Cho nên bây giờ đang điều tra coi như thế nào. Thì cái vụ án này nói chung là nó rất là phức tạp, không có đơn giản đâu, và phải nói là kéo rất là dài lắm các bạn. Thì sẽ có những cái điều mới lạ để coi ngày 20 tây này sẽ như thế nào nha các bạn. Nhưng ai mà theo dõi đó thì cũng đã biết. Chẳng hạn như luật sư cũng có nói cái clip vừa rồi em có nói đó, là tại sao mà bị bắt quả tang, mà tại sao có rất là nhiều người ở đó để mà làm chứng những cái chuyện đó. Thì cái này thì giống như là một cái dàn dựng đi. Thì bây giờ đi, mình kêu người này kêu nọ tới làm chứng. Chẳng hạn như cái bữa mà cách ly đó các bạn. Các bạn còn nhớ cái bữa cách ly năm 2020 tháng 7 ngày 25 hay không?
thì tự nhiên cái ngày cách ly đó đó rất là nhiều người YouTuber ở đó có sẵn ở đó, mà họ đã biết trước luôn là công an sẽ tới đó đưa đi cách ly luôn các bạn. Cho nên cái này cái vấn đề mà bắt quả tang mà thầy Lê Thanh Nhất Nguyên mà lừa đảo gì đó, có nhiều người làm chứng đó đó đó, thì sao mà nó tương tự giống như cái vụ mà cách ly quá, giống như cách ly gì đó, các bạn thấy không? Cho nên á, tại sao mà cái ngày cách ly đó đó rất là nhiều người YouTuber ở đó, chẳng hạn như có Mớ Và Lạ nè, rồi có gì Giang ta, ông Giang gì ở đâu trên kia cũng đi xuống tới nè, cái gì Giang nè, không phải phải Trường Giang không, không phải nói chung là ông đó đó, ông YouTuber đó, ông đi từ xe bus, ông đi từ xe mà từ ở đâu á đi lên đó. Nói chung là họ hẹn nhau rất là nhiều. Rồi có ông Thắng nữa nè các bạn. Thì tại sao cái ngày cách ly đó đó, tại sao có sẵn luôn cái chói nghiệp vụ nữa, thấy không? Mà rất là nhiều người biết ở đó, có CM Vlog, rồi rất là nhiều YouTuber có mặt ở đó, mà họ biết trước luôn, mà họ tới đó luôn, họ biết trước sự việc, họ tới đó để mà làm giống như làm chứng vậy các bạn, làm chứng cái gì sự việc mà cách ly vậy đó. Làm sao mà họ biết trước những cái chuyện đó, đó các bạn. Nhiều người biết cái vụ đó lắm nha, nhưng mà tại sao mà công an làm việc ha, mà tại sao những người này lại biết? Cho nên không biết có cái sự sắp xếp hay cái sự sắp đặt gì đó hay không. Thì ai theo dõi thì cũng đã biết có cái việc gì đó, đúng không? Thì chẳng hạn như bà Hằng bà tới bà thông báo trước, bà thông báo trước, bà tới lúc thời như tháng 11 gì đó, năm cuối năm 2020 21 chứ xin lỗi, thì đã sắp xếp trước, cho nên rất là nhiều người hiếu kỳ, và người ta cả hình như cái bữa đó cả chục ngàn người đến đó luôn, rất là đông, rất là đông lắm, cái điều vụ đó là kéo đầy hết, thì đông lắm, cho nên ai cũng tới, ai cũng biết hết rồi đó. Nên có nhiều cái sự việc có thể không biết có phải là sắp xếp sẵn hay không, hay là người ta đã gài sẵn cái bẫy để cho mình bước qua gì đó các bạn. Cho nên cái gì cũng vậy, mình ở ngoài sáng, họ trong tối, mình không có biết trước được cái sự việc đâu. Nên cái thời điểm đó đó, em nhớ rõ ràng á, là họ có tạo rất là nhiều cái nhóm, kể cả họ làm giả luôn những cái chữ mà em viết đem đưa lên trên YouTube đó nha các bạn, họ làm giả em luôn. Thì có các bạn còn nhớ cái kỳ mà em lãnh được nút bạc cái năm 2021 đó, năm 2021 tháng 3 tháng 4 gì năm 2021 đó, năm ngoái đó, một năm rồi, thì em lãnh cái nút bạc đó, thì em đăng lên trên cái hình trên YouTube, thì những bên kia đó họ cũng lấy cái hình đó của em, họ là giả mạo vô, họ ghép vô những cái chữ, thì những cái chữ đó thì ai đã theo dõi ai cũng biết hết rồi, cho nên cũng có người báo cho em. Nhưng mà các bạn thấy đó, cho bên họ đó, trong nhóm của họ đó, hình như có một người tên là Sang, để em nhớ coi nha, cái gì Sang nha, hình như là Sang. Thì nghe nói em chỉ nghe khán giả của em nói lại là người đó là cái người ghép những cái chữ nghĩa của em vô. Thì cái thời điểm đó đó, quay ngược lại trước đó đó, thì nói chung là họ có một cái nhóm, không biết cái thờ đó là có trước Pankajen hay là sau Pankajen đây. Nói chung cái trí nhớ của em lúc này nó hơi tệ tí xíu nha các bạn. Tại vì công việc á rất là vất vả bây giờ, chứ không có suôn sẻ như là mấy tháng trước nữa. Mấy tháng trước thì em làm rất là suôn sẻ, khi mà mình vất vả thì mình cứ lo cái đầu óc mình cứ suy nghĩ. Các bạn biết ở Mỹ này đó, nhất là ở Cali nữa, cái gì nó cũng mắc hết, nhất là cái tiền nhà nó mắc, mình phải trang trải, mình hết kiếm này không có được tiền, mình phải kiếm cái khác để mình kiếm, để mình có tiền để mình trả cái tiền nhà, để mà cho con cái của mình có một cái ngày có chỗ để ở. Chứ mà không có trả, không có kiếm ra tiền thì ra đường ở sao được các bạn. Cho nên rất là vất vả, cho nên có nhiều chuyện nó ập vào cái giống như em đang bị căng thẳng quá đó các bạn, nó ập vào, cho nên có nhiều khi tự nhiên đùng cái mình quên. Chẳng hạn như giống như hồi nãy em biết rõ cái sự việc đó, nhưng mà tự nhiên đùng cái em quên cái tên, các bạn biết không, tự đùng cái em quên, cho nên phải làm sao để mà bình thẳng lại thì cái tinh thần mình nó mới bình thường, nó mới cũng như là trở lại được vui vẻ. Thì nói chung hy vọng ông chờ thương xót để mà phù hộ gia hộ cho em kiếm ra tiền, chứ
cái kinh tế bây giờ là kinh tế chung của sau khi mà mùa dịch nữa, kinh tế chung của tất cả luôn các bạn. Nên thông cảm nha, nhiều khi có nhiều cái em nhớ mà tự nhiên đùng cái em quên, tại vì khi mà em làm cái video này á là mình tới đâu cái mình nhớ tới đó mình nói, chứ không có mình chẳng không có chuẩn bị trước gì hết, mình chỉ chuẩn bị trước là những cái chủ đề mà tránh thôi. Chẳng hạn như là hôm nay em cho các bạn nghe về luật sư nói thì em biết hôm nay em cho nghe, mà những cái gì mà em nói trong video clip là mình chưa có chuẩn bị trước, chẳng hạn cái như cái tư tưởng như nhảy lên cái mình nói, chứ mình không có tính trước, không có tính trước các bạn. Cái này là tự nhiên chứ không có tính trước nha, tự nhiên chứ không tính trước. Thì để em xem lại coi cái thời điểm đó là một nhóm nào. Em nhớ làm có những cái thông tin đó, nhưng mà phải lục lại. À thôi, bây giờ cái chuyện đó bỏ qua đi, bây giờ em sẽ giới thiệu các bạn, nếu như tí nó có thời gian thì mình sẽ nói tiếp. Bây giờ em sẽ giới thiệu các bạn đi lượm dây chai với em nha. Thì trước khi đi lượm á, lượm dây chai kiếm thêm thu nhập để mà đổ tiền xăng á các bạn, thì phải đeo bao tai. Có một chị kia em đeo bao tai bự hơn, nhưng mà em chỉ có bao tai này thôi thì đeo đỡ thôi. Đó, đeo bao tai này vào nha. Đeo bao tai này vào. Bây giờ mình sẽ đi lượm coi như thế nào. Nhưng mà cái thùng rác này không biết nó có cho mở hay không. Này nó có cái nắp đóng nữa. Để tí nữa mình tới đó mình coi thử. Thì em sẽ giới thiệu cho các bạn biết chỗ này luôn. Bây giờ mình đi nha. Cũng không quên đem theo cái bịch ni lông nha các bạn, để mình bỏ mấy cái chai vào. Không biết có chai cái thùng rác này có mở ra được không nè. Cái nắp, cái nhiều cái thùng rác nó khóa lại. Đi ngay cái, chứ không phải giống như cái thùng rác ngày hôm qua mà nó mở bòn bòn, cái mình thọt cái tay vô. Còn cái này thì không biết có thọt được hay không. Có nhiều cái thùng rác đó, nó lót lại luôn các bạn, nó khóa lại đó các bạn. Thôi bây giờ mình đi nha. Thì hiện tại em đang ở cái công viên này. Ở đây là khu thành phố Huntington Beach nha các bạn. Cái chỗ này cách dưới biển khoảng đâu chừng tối đa là chừng 10 phút lái xe thôi. Nó rất là gần. Đó. Cái công viên này á là khu nhà giàu. Trời ơi, định tới đây lấy mà thấy con nhện nè các bạn. Thùng rác đây nè. Đó, nó có con nhện ngay đây nè, thấy các bạn thấy không? Đó con nhện đó. Thì ở đây là bên đó là cái khu của người già nữa. Thì có nhiều cái thùng rác, chẳng hạn như thùng rác này đó là không biết mình có mở ra được hay không nè. Chẳng hạn như ở đây, thấy không? Nó khóa này nè các bạn thấy không? Bật không được. Cho nên mình thọt cái tay vào đó, mình lấy nó cũng khó khăn. Ở đây thì nó cũng không có cái chai gì trong đó. Cho nên không biết tất cả thùng rác ở đây nó, nếu mà nó mà gắn những cái này đó thì rất là khó để mà lấy lắm. Rồi bây giờ mình đi tham quan thử nha. Ở đây thì có mấy cái bông rất là đẹp nè ha. Cái này, cái bông này lạ quá, không biết bông gì luôn. Nhìn cũng đẹp lắm. Đó, hồi xưa thì em cũng có hay đến đây. Cái này là năm 2020, hình như có quay một cái MV ở đây. Đó là chính là MV của chị Hương Thủy đó các bạn. Cái MV đó tên là gì em cũng quên, là lâu quá không nhớ. Đó, đây cũng có một cái thùng rác ở đây. Nhưng mà họ đã khóa. Ở đây không có khóa nè. Đó, không có gì hết, thấy chưa. Ở đây là nó không có khóa. Đi lượm ve chai cũng cực lắm, chứ không đơn giản đâu. Đây, nó có cái ngõ chui đi xuyên qua luôn. Đó. Đây, các bạn còn nhớ mấy cái cảnh đây không? Nếu mà có ai coi MV để em nhớ coi. Em về kéo trời mưa. Thì cái em về kéo trời mưa đó là được quay ở nơi đây nha. Đó, được quay ở nơi đây là những cái chàm này nè. Lúc trước là Khánh Hoàng dẫn mấy cái xe đạp á các bạn, dẫn đi bộ đây nè. Giờ chị Hương Thủy chạy tới đây rồi dắp té rồi đó. Không biết có ai chưa coi đó, có thể vào trung tâm Thúy Nga mà xem cái MV em về kéo trời mưa nha. Nghe nói là mấy cây tràm á
mà có bông này nè, mà gặp trời mưa rớt xuống đó thì nó sẽ thành núm chàm. Đó. Ở đây là cái khu này phải nói là cái khu nhà giàu nha. Vừa đi exercise mà vừa đi lùm lon luôn nha. Không biết có không nữa. Ở đây hôm nay thì bên kia có những cái đứa bé chơi bên đó. Đó các bạn thấy không? Coi cái công viên đây nè. Đó. Rất là đẹp. Bự lắm. Cái công viên này chắc có lẽ Việt Nam chúng ta ở đây ít biết tới cái chỗ này lắm. Tại chỗ này là gần biển mà các bạn. Nói có công viên kìa. Đẹp ghê chưa? Rất là đẹp. Ở đây bên đó đó, các bạn thấy không, thì nó có cho mình chơi những cái trò chơi mà nói chung cái chỗ cát đó đó, mình có thể đem những cái chiếc xe chạy xe điện tử á, chạy á, thì thôi có thể chạy trên đó được. Chà, hồi nãy quên đem theo cục pin, còn có 33% mà không biết quay hết đâu nữa. Còn 33% thôi. Em không có đem theo cái cục pin sạc, em để trong xe đó. Công viên này nói chung là rất là lớn. Mà thấm thoát lắm. Cái này là trên đường Golden West nha các bạn. Em cũng không biết cái công viên này tên gì nữa, em quên rồi. Đi thì đi thôi chứ không nhớ. Đó, đẹp phải chưa? Đằng kia có mấy cái thùng rác kìa. Các bạn coi mấy đất mà nó u như vậy đó. À, mà có lỗ nè. Là những cái con chuột mà nó con chuột đất á, cái con gopher á. Đây nè. Thấy không? Nó đào đất giống như vậy nè. Là để cho nó cái đấy là có con chuột đất ở dưới đó đó. Ở bên kia thì có một cô đi tập yoga. Wow, mấy cây này lạ quá ha. Coi nè các bạn, mấy cây này lạ. Đây nè. Có ổ có chuột đất nè các bạn. Đó, mấy con này chuột đất nó trồng á. Nó vậy đó. Mấy con này mà ở nhà đó, nó sẽ phá đất nhiều lắm. Thì ở đây là mình không có thấy gì hết. Hay như đi nãy với ba cái thùng rác rồi đó. Không có thấy lon gì hết. Mà thường thường á, có nhiều cái thùng rác á, các bạn biết không? Nó dở gì là này là dở được nè. Có nhiều cái á, nó có ổ khóa luôn. Không biết có ai thấy những cái thùng rác đó qua chưa? Cơ bộ hôm nay đi không có thu nhập gì rồi. Tất cả công viên nào cũng có cái thùng rác. Nhiều, rất là nhiều. Mà ở đây thì phải nói là rất là yên tĩnh hơn các bạn. Đó. Không có bon chen gì hết. Nè, thấy không? Wow, cái này gì đây? Ủa, họ làm cái này là gì đây? Ồ, coi nè. Ai kéo này đây nè, em cũng chả biết nữa. Năm 2008. À, có người chết ở đây hả? À, chắc là chỗ này nè. Có một cái người nào chết. Cho nên họ mới kéo cái bảng đây nè các bạn. Để mà nhớ đó. Wow. Bất cứ nơi nào cũng có hết. Bên kia thì có một số người họ tập yoga. Ở đây là không có nữa. Sắp hết pin rồi. Phải vô xe lấy cục pin rồi. À, các bạn thấy không? Đó. Ở đây cũng không có. Không có lon, không có gì hết. Ở đây thì nó có cái thùng rác mà kiểu như mà mở nắp đi nè. Có mấy cây thông. Cây thông ở Mỹ nhiều lắm.
sáng sớm mà mình đi bộ vậy mà mình vừa làm ve chai nữa, nó khỏe lắm các bạn. Đây, ở đây là họ có trang bày những cái bàn đó, các bạn thấy không, những cái bàn ở đây bên có là có đồ barbecue, còn ở đây á có một cái lon này các bạn, để em lấy nha, chờ lấy cái bịch ra đàng hoàng nè, đây nè, thấy không, phải đem theo bịch đựng đó. Bịch đựng đàng hoàng, sắp hết pin rồi. Đây, đó có cái bịch, thấy chưa, đi phải chuẩn bị trước. Thì ở đây nó có một cái lon này nè các bạn, đây nó hơi dơ một chút, phải đổ nước ra đó các bạn thấy không. Cái này đó là bán được 5 sen đó nha. Đó, bây giờ mình bỏ vô bịch nè, thấy chưa, đây cho các bạn coi cái này nè. Đây là mấy cái mà chỗ này đó là công cộng, mình có thể để đây mình nướng thịt được, nhưng mà nó rất là dơ nha, nhớ đem theo mấy cái tấm mà tấm bạc á. Bên kia nó có chỗ cho con nít chơi nữa kìa, ở bên đó nó có cái playground cho con nít chơi nữa. Trời ơi, có hai con ngỗng nó đứng nhìn em. Bây giờ đi ngược lại, đi ngược về xe. Thì em đại khái cho các bạn biết á, ve chai ở Mỹ nó vậy đó, là mình đi thùng rác, tất cả thùng rác ở đây, vừa đi bộ vừa thưởng thức những cái hoạt cảnh ở ngoài, vừa có sức khỏe mà vừa có tiền nữa các bạn thấy không. Ở đây nó có một cái tower ở đây, không biết cái tower đó là để làm gì nữa. Bây giờ mình đi ra xe, hết pin rồi, giờ xe nói tiếp về cái vấn đề tiếp ha. Thì đại khái ở Mỹ là có những cái nghề mà mình không thể ngờ, chẳng hạn như cái nghề ve chai này đó, là người ta đem dục ngoài người, cái đó rác của người ta, tức là tiền của mình, cho nên cái gì cũng vậy, cũng có thể kiếm sống được nếu như mình chịu khó. Còn mình, còn người khác á, người ta có tiền á, thì người ta đầu tư, còn mình không có tiền thì mình lụm bằng những cái nghề này thôi. Nghèo mà các bạn, chịu thôi, số phận nó như vậy. Chứ hồi xưa thì bên Việt, lúc mà còn bên Việt Nam á, gia đình em rất là khá, không có đến nỗi gì hết. Nhưng mà cái thời thế thì nó có thể thay đổi, các bạn hiểu không? Cho nên cái gì cũng vậy, mình không thể nào ngờ được là mọi chuyện nó xảy ra như vậy. Lúc đó đó, lúc mà mới qua Mỹ đó, em có một người bác là qua Mỹ lâu rồi, thì chuẩn bị sẵn luôn những cái tiệm để mà mẹ em qua Mỹ để mà là tiếp tục cái công việc buôn bán đó. Nhưng mà không ngờ mẹ bệnh, cho nên tất cả mọi chuyện đó không có đúng theo cái ý muốn. Thì qua đây mà không có thân nhân, người bác tức là bạn thân của ba thôi chứ không phải là bác ruột ở trong gia đình, thì không có thân nhân gì ở đây, thì cuộc sống nó là như vậy, phải vươn lên thôi. Chứ lúc trước em cũng buôn bán trên mạng nữa, hồi xưa em có buôn bán trên mạng nữa nha các bạn, buôn bán trên eBay nè, bán chơi chờ nè, rồi làm những cái website đó để mình buôn bán nữa. Hồi xưa cũng giỏi lắm chứ, nhưng mà không biết sao càng lớn nó càng tệ, càng lớn càng dở, chứ hồi nhỏ giỏi lắm, không biết làm sao nữa. Đi hồi nãy giờ cũng mệt á, đi từ ngút, các bạn coi nè đó, đi từ ngút ở dưới đó chạy lên tới đây cũng mệt, sắp sửa tới xe rồi, vô xe sạc pin rồi cắm cái cục pin vô rồi nói chuyện tiếp.
làm đi bộ mỗi ngày, mà cứ bữa sáng có cái rảnh mà đi bộ lấy lon lấy ve chai gì đó các bạn, thì phải nói là rất là khỏe. Không chừng làm kiểu này trong vòng tháng cái em ốm đi, mình vừa ốm mà mình vừa kiếm thêm tiền xăng nữa, thấy không? Đây tới xe rồi. Xe hơi dơ chút nha các bạn, cho các bạn xem thu nhập đây. Đó, những cái chai, những cái lon. Bây giờ bỏ vào đây. Đó, thấy không? Đó, thu nhập của em đó. Thu hoạch của em chứ, chứ không phải thu nhập. Đó. Em có cắm cục pin sạc vô rồi. Thì cái này cái microphone. Cái gì đi ra ngoài đường nói chuyện á, thì mình phải cần cái microphone để mà nói chuyện rõ hơn. À, các bạn thấy không, cuộc sống nó vậy đó. Tuy là có đeo bao tay rồi nhưng mà cũng phải rửa tay bằng hand sanitizer. Thì những cái này là cuộc sống ở Mỹ mà chia sẻ thiệt tình luôn nha các bạn. Hôm qua em có thấy Bình Nguyễn bình luận nói là đi lượm ve chai mà đi xe đẹp, đi xe xịn. Thật sự chiếc xe này nó rất là đờ, xe này của em á, nhìn nó vậy thôi nhưng mà nó cũ rồi. Chiếc xe này là em mua khoảng đâu 6 năm về trước rồi các bạn, năm 2014 16. Đúng rồi, khoảng 2016 là mua chiếc này. Bây giờ năm 2022 rồi. Tức là khoảng 6 năm rồi đó các bạn. Xe này mua 6 năm rồi chứ không phải mớ. Cho nên nhìn nó vậy thôi chứ cũ, chứ không phải mớ. Có người nói trời ơi đi xe đẹp nhưng mà đi lượm ve chai. Nói chung là đừng bao giờ mình nhìn cái bên ngoài. Đừng bao giờ mình nhìn bên ngoài. Bên ngoài thì thấy nó vậy đó. Chứ bên trong, tại những cái đồ mà em đang có đó là em mua rất là lâu rồi, không phải mớ đây. Như xe này mua 6 năm rồi. Những cái áo này là mua là rất là lâu rồi chứ không phải là mới đi mua. Nên đừng có nhìn vào cái bên ngoài hiện tại. Thì đi làm nghề ve chai này đó, tại vì cái YouTube đó, nó giảm cái chức năng kiếm tiền đi, thì phải đi kiếm cái gì thêm để mà thu nhập thêm, để mà có cái chi phí để mà giúp cho trả thêm cái hàng tháng thôi các bạn. Chứ khi mà YouTube mà trở lại bình thường thì em sẽ tiếp tục thôi. Chứ khi mà cái này là chỉ cứu đói tạm thời thôi. Còn nếu như mà mình làm luôn á thì cũng được, nhưng mà nó rất là tốn thời gian. Mình phải chịu khó đi chỗ này chỗ nọ, tốn thời gian. Còn bây giờ tạm thời chỉ làm thêm cái này để mà có thêm cái thu nhập, để mà có thêm cái tiền xăng, rồi có thêm cái tiền ăn uống chẳng hạn. Bạn hiểu không? Ok. Thì nó sạc mà tưởng nó không sạc chứ. Em tưởng là cục pin nó không sạc chứ nó có sạc. Nói chung là ai cũng vậy. Đừng bao giờ mình nhìn vào cái bên ngoài của người khác, mà mình phải tìm hiểu coi họ thực sự có phải giống như bên ngoài của họ hay không. Trời ơi, cục pin em chứ nó rớt rồi. Phải tìm hiểu thực sự coi họ có giống như bên ngoài của họ hay không. Hôm nay em cũng bận. Thì hồi nãy có một cô, trước khi nói về cô đó đó, ngày hôm qua em có làm cái video clip đi lượm ra chai, thì cũng có một số người gọi em nói Lộc khi nào rảnh thì cứ tới nhà của chị, nhà của cô, tới mấy người lận là lấy những cái chai nè. Thấy em tội nghiệp quá. Thì cảm ơn cô và các chị đã yêu thương em. Rồi em có thấy sơ cái bình luận có người nói chị ở tiểu bang khác, nhưng mà ở gần là chị cũng cho luôn cái dây chai, những cái dây chai đó. Cái này cũng hay nha, mình đi tới từng nhà mình lượm dây chai như vậy đó, nó đỡ cực hơn là mình ra công viên. Ra công viên mà đi lượm từng thùng rác nó cực lắm. Còn cái kia là người mỗi nhà người ta có đó, người ta để sẵn cái bao rồi, cái mình tới mình lấy thôi, cái này cũng được đó nha. Các bạn biết cái nghề lấy đi tới nhà lấy dây chai là có những người mễ họ làm nha, họ rất là kiếm nhiều tiền. Có những người mà họ đi giục đồ giùm đó các bạn. Chẳng hạn như những cái thùng rác mà ở nhà mình á, thì thành phố có nhiều loại rác họ không cho giục, chẳng hạn như những cái giường nè, rồi những cái tủ lạnh hay gì đó đó, thì có một cái dịch vụ chuyên môn người Mỹ làm, họ để số phone đó, ai mà giục những cái rác đó
họ cứ gọi họ tới họ giục, họ lấy có 50 đô thôi, thì họ đem tới cái chỗ giục, họ giục. Thì cái nghề mà đi tới nhà lấy rác của người ta đó, cũng có tiền đó nha các bạn. Thì nếu như ai mà có cái dây chai đó thì cứ cho em cũng được, em tới em lấy, à tới lấy, như vậy nó sẽ tiện hơn. Nhưng mà đừng có một lon, nếu như mà có một lon thôi đó, có một lon nước thôi đó mà kêu em tới lấy đó, trời ơi, cái tiền xăng em trả tới hay cũng chết em luôn rồi. Thì thí dụ như có bao bự hay là mấy bao vậy đó thì cứ gọi em tới lấy, nhưng mà có một hai chai đó, đừng 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 gọi em nha, như vậy sẽ khổ em thêm. Nói chung là em cảm ơn các anh chị đã thiêu thương. Giống như hồi nãy có một cô gọi em mời em đi ăn trưa nay, nhưng mà em cũng bận rồi, em đang chờ người ta gọi coi em có đi San Diego hay không. Như đi San Diego thì em không có đi ăn được, thì chắc là có nói cô cảm ơn tấm lòng của cô rất là nhiều. Cô lớn tuổi rồi thì nói chung khi mình được người ta yêu thương mà cảm thấy cái lòng của mình cảm thấy rất là hạnh phúc lắm các bạn. Khi mình được người ta yêu thương mình thấy cảm thấy rất hạnh phúc lắm. Nhưng những cái gì em chia sẻ đều là thực tế, đều là có thật hết nha, chứ không có bịa chuyện hay là nói thêm cũng như là chuyện không có mà nó có, hay chuyện có nó không vậy đó. Cái gì có thì nó có thôi. Đó là cái tình hình như vậy. Thôi em cũng xin chấm dứt cái video nha, để em coi em còn để đọc mấy cái bình luận ngày hôm qua, người ta bình luận nhiều quá. Thì hy vọng trở lại cái vụ án mà của Thiền Em đó, thì ngày 20 tây này sẽ sáng tỏ. Thì bây giờ để em đọc cái những cái bình luận ngày hôm qua, có 100 mấy cái bình luận lận, để em coi. Trước khi đó thì em cho các bạn thấy cái trước khi em đọc bình luận thì cái video mà em đăng về ông thủ tướng, cựu thủ tướng bị bắn chết đó, ông Nhật Shinzo Abe đó, thì cái video em đăng đó trên cái fanpage của em đó, thì hiện nay đó là đã được 1.3 triệu view rồi các bạn, 1.3 triệu view. Thì em cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trên Facebook. Hôm qua thì hình như mới có 1 triệu view thôi, thì hôm nay thì được 1.3 triệu view. Đây nè các bạn, đem đưa lên cho màn hình cho các bạn xem. Đó, 1.3 triệu view và có khoảng 17.6 ngàn người like, thì và 2.500 cái share và 2.300 cái bình luận. Thì em cũng cảm ơn khán giả đã ủng hộ em trên Facebook nha. Ok, thì em coi có cái bình luận nào chúng trúng số để cùng xây trường hoành tráng và ghi danh bảng vàng nha. Quyền rửa trên YouTube thôi bạn nha, không nó vào giận nó vào chính mình đó. Quyền rửa cái gì? Thì những người nào mà trong cái tâm trạng của em đi thì mới biết mình bức xúc như thế nào. Chứ không có gì để em là một người phải nói là ít khi nào mà giận người ta lắm, cái gì cũng mau quên lắm. Nhưng mà khi mà mình giận là mình phải giận cho nó đáng, đúng không? Nghe lúc nói chuyện thấy thương quá, chúc lọt lây và gia đình hình em may mắn. Dạ, cảm ơn chị Minh Nguyễn rất là nhiều. Cố gắng lên em, không có gì xấu hổ cả, mình làm bằng đôi tay mình. Dạ đúng rồi chị Nguyễn Công, cái gì cũng vậy, mình làm bằng đôi tay, mình đừng có làm những cái chuyện phạm pháp. Em biết có một số người làm phạm pháp luôn, nhưng lại lên mạng nói rằng là ta là Bồ Tát. Thì em nói như vậy thôi, nhưng mà cái đó chuyện của họ, họ làm gì sai thì luật pháp sẽ vào cuộc sau này thôi, chứ không, mình không bao giờ một tay mình mà che được hết bầu trời cả, không bao giờ làm được chuyện đó. Dạ cảm ơn chị Khoa Nguyễn, mình làm Khoa Nguyễn nè. Trên thế không ai học được chữ ngờ. Dạ đúng rồi, không bao giờ Ngọc được học được chữ ngờ đâu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thì đăng. Nếu em ở gần chị sẽ dành cho em. Chị Thứ Ban thấy chưa, có một người đã dành chưa Ban. Đừng buồn, cảm ơn chị Ngọc Nguyễn. Thường thường mấy cái chỗ quay ve chai đó các chị, ve chai thường thường là họ mình bán ở những, có những cây xăng họ tập trung, một là cây xăng, hai là những cái khu chợ. Thì các khi mà chị thấy những cái thùng mà một phần to to đó họ để đó có chữ recycle, hay là chị thấy những người mà ta bu lại người ta bán da nha ấy đó, thì những cái chỗ đó đó là những chỗ bán ve chai đó, thì đa số là họ ở ngoài chợ. Tại vì khi mà họ bán xong đó, lúc trước đó là mình bán xong rồi mình là họ đưa mình cái tờ giấy rồi mình vô trong chợ đó mình lãnh tiền. Còn bây giờ là hình như là kỳ rồi em có bán là
họ đưa tiền tại chỗ luôn chứ không cần phải vô vô trong chợ như lúc trước á, là mình phải vô trong chợ. Thì ở khu em á thì hiện tại bây giờ có cái chỗ mà đường Westminster Newland là họ đang nhận nè, đang may hàng nhận, bay nhận ve chai nè, rồi cái chỗ mà cây xăng Chevron ngay chỗ đường McNeil đang ngay chỗ Freeway 22 đó thì sẽ có một cây xăng Chevron đó, đó thì chỗ đó họ không bán, không nhận ve chai. Cảm ơn con Hương Nguyễn. Có người nói em có tốt đâu mà nói người ta, thì coi như là em không có tốt đi. Thì những người mà không quen biết thì họ có cho là em không tốt. Cảm ơn những người đã binh những người mà làm sai mà còn đi binh, thì cái đó em cũng đâu có nói gì đâu. Thì coi như là mình làm gì làm, bên trái bên phải đều có một ông thần ổng ghi xuống hết, thì có gì đâu mà mình phải phải sợ nè. Cảm ơn chị Cúc Nguyễn, chị khổ vì em, và cảm ơn chị. Chứ giờ mình ở đây mình sống, mình không có thân nhân, mình không có cha mẹ, mình không có ruột thịt gì hết. Ở đây là chỉ là sống một mình thôi, cha mẹ em thì mất hết rồi, thì nó như ai chưa biết. Cho nên cái gì cũng vậy, mình cũng phải cố gắng vươn lên mà sống. Nhưng mà em cũng hãnh diện cho em lắm, vẫn nuôi được hai đứa con suốt mấy năm nay. Ủa, có người nói là kể cho người kia đánh gậy là không đúng. Tìm hiểu có cần em đưa ra những cái bằng chứng đó không, và những cái tin nhắn không, mà cứ nói là suy nghĩ không đúng. Em mà đưa những cái tin nhắn lên, là cái những cái bằng chứng đó lên, là các bạn còn hết hơn, còn hú hồn nữa. Thì có người muốn binh giật ai thì cứ binh, nhưng mà em nói thiệt, em làm người không bao giờ mình vu khống cho ai cả. Ai mà theo dõi em từ lúc mà nghệ sĩ Hài Anh Vũ tới bây giờ đó, những cái gì em làm đó là đều có thật, mình có mình mới nói, chứ không phải mình bịa chuyện cái mình nói ô cái thằng kia nó tốt, mà trong trong khi đó cái đó nó hại người này hại người nọ, cái đó mình nói người đó tốt. Không có đâu, đừng có nghĩ như vậy. Thì có nhiều khán giả không hiểu em á, là chắc có lẽ là khán giả mới sau này thôi. Chứ mà từ nào giờ đó, từ năm 2019, em làm YouTube từ năm 2019 rồi, từ lúc mà nghệ sĩ Hà Anh Vũ, lúc đó làm đi chơi chung với lại anh Leon và anh Andy. Thì ai mà theo dõi đó thì sẽ biết. Có rất là nhiều bình luận rất là hay. Có người nói là nếu mà trúng sớm giúp được chị Diện Ngữ, và có như không trúng có giúp gì được cho Phi Nhung hay không. Như vậy sao cái người này biết em không giúp cho Phi Nhung, không sao không biết em không giúp cho Wendy. Có những chuyện mà em giúp mà em đâu có nói, có những chuyện mình tế nhị thì mình nói, có những chuyện khác thì mình đâu cần phải nói. Cho nên có giúp gì được cho Phi Nhung hay cho giúp Phi Ngữ hay không, thì để Wendy trả lời đi nha, thì các bạn mới biết có giúp hay không, chứ chứ vô đó mà nói. Có nhiều cái em cũng mắc cười lắm. Tức là bên những người khác đó, nhưng mà những cái thông tin mà em nhận được về cái người này đó là những các anh chị em nghệ sĩ đều nói cho em nghe hết. Các bạn biết á, những có những người mà anh chị em nghệ sĩ á, họ biết nhau, họ đi diễn với nhau thì nhưng phải họ hiểu nhau, họ thấy nhau rồi, nhưng mà họ chỉ kể nhau nghe thôi, nhưng mà em không có nói thẳng cho như vậy. Thì nói vậy là các bạn đủ hiểu rồi, chứ đừng có chửi em hay này nọ. Những gì em nói đó là em không có vu oan, nếu như vu oan á thì cứ kiện em ra tòa thôi, cái đó chuyện bình thường. Thí dụ mình vu khống ai đó thì cứ kiện em ra tòa đó, cái vậy thôi, chứ là làm người là không có cần phải vu khống ai cả. Cảm ơn chị Diệu Anh. Có nhiều người không có hiểu. Thì cuộc sống là có không bao giờ ca bịa được cái những cái sự công bằng. Nhiều bình luận quá, thôi bây giờ em phải đi kiếm gì ăn sáng đây. Sáng giờ chưa có ăn cái gì hết các bạn. Nói chung thì ai theo dõi đi là biết có những thứ mà em làm em không có nói. Thì giống như em có đọc cái bình luận á, là nói rằng á, là cái thời điểm này này năm ngoái bên Việt Nam là bắt đầu dịch bùng phát, thì có nhiều người nghệ sĩ đi cho những người nghèo. Thì tuy rằng em á không có tiền nhiều, nhưng năm ngoái em cũng có gửi tiền về cho anh Quốc Thuận để mà đi giúp cho những người mà người
lúc đó là họ bị bùng bùng dịch đó, chết nhiều người quá, không có đồ ăn không này nọ, cho nên có gửi tiền về khoảng 10 triệu, 500 đô là hơn 10 triệu đó, tiền có gửi về cho anh Quốc Thuận để mà phụ giúp trong cái việc đó. Thì cái đó của ít lòng nhiều, ai theo dõi thì mới biết thôi, chứ đừng có nói là em không có làm gì được, em không có làm gì được, thì cũng không có trách. Nói chung là tại vì họ chưa có theo dõi hết cho nên họ mới nói vậy thôi. Nhưng mà nói chung thì mình làm chờ biết đức biết. Thôi em cũng xin chấm dứt cái video tại đây nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra xem cái video này. Và xin hẹn các bạn trong những cái video kế tiếp. Em cũng cảm ơn những cái tấm lòng mà đã gọi tặng cho em những cái chai đó. Em phải nói là em mừng lắm. Tại vì mình biết rằng là cuộc đời này vẫn có những cái tình thương vô hình đó mà mình không có biết trước được. Thì thôi em cũng cảm ơn rất là nhiều lắm. Em xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Nhớ bấm like, bấm share và đăng ký luôn nha. Bye bye.